Mình tên là Nguyễn Trần Khánh Vân, 24 tuổi và mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh của mình là 202. Hiện mình là người mẫu và diễn viên tự do. Thực ra mà để nói với lại ban tổ chức kêu một cái biệt danh mà Vân được đặt thì đó chính là Vân Đàn Ông. Là vì thực ra là cái biệt danh này là tất cả các bạn bè và người thân hay gọi Vân, vì Vân là một người rất là thích bảo vệ những người bạn cũng như là người thân của mình. Bên cạnh đó thì một điều đặc biệt là Vân cực kỳ rất là thích ga lăng với các bạn nữ. Thì chắc chắn là quay trở lại với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thì chắc chắn Vân Lễ sẽ là một Khánh Vân tiếp tục ga lăng, tiếp tục đàn ông như vậy. Tôi cảm thấy rất là vui khi là một trong những cái tên được chị Hoàng Thùy gọi lên và để có thể training kỹ năng catwalk. Rồi quay về. Về. Thẳng lưng lên. Đấy các bạn. Đấy bước, cứ bước, lấy bình tĩnh em, lấy bình tĩnh. Cứ bước đi, cứ bước, cứ bước. Ồ, vui nhờ, dễ thương quá. Bé ơi, em đi hình dích dắt luôn á bé. Khi mà Vân vừa bước vào á thì Vân nói wow, chết rồi, cái này không biết là mình phải xoay sở như thế nào. Nhưng mà Vân cũng vận dụng những cái mà điều mà hồi sáng mình vừa học được. Vân nghĩ là đầu tiên là mình phải bình tĩnh trước đã. Lúc mà vừa mới lên cái vòng xoay thì Vân có bị chững một chút, nhưng mà Vân cũng ráng cố gắng lấy lại cái sự bình tĩnh để mà mình có thể tiếp tục và thể hiện thật là tốt. Năm 2015, Vân là người đẹp áo dài, hay nghĩ là nên biến đổi nhiều phong cách khác nhau. Em vẫn muốn mang đến đầu tiên là hình ảnh về áo dài, về dân tộc trước. Em có khuôn mặt rất Tây, vóc dáng của em rất là đẹp, rất là hợp với bikini luôn á. Áo dài thì an toàn quá không? Em sẽ chọn là bikini à. Khi mà nhận được lời khen của chị Võ Hoàng Yến thì mình cảm thấy rất là vui, cho Vân có thể tự tin hơn. Và Vân nghĩ là áo tắm cũng sẽ là một trong những cái phong cách rất là thú vị. Tụi em rất là lo vì là không biết là mình đã mix và match đồ có đúng hay không. Quan trọng là cái tinh thần của mình phải luôn vui tươi, phải luôn tươi tắn và mạnh mẽ. Have a seat. Oh, em dạ. Có quà chị nữa. Dạ, còn đây là món quà của em ạ. Dạ, em có. Ủa? Vân rất là bất ngờ. Tại vì khi mà thấy cái hộp quà mở ra và trong đó có tiền thì Vân nói thôi chết rồi. Cái này có khi nào chị Thùy nói là mình hối lộ tiền chị Thùy? Giống cái trò tiền chị hôm trước chị mất vậy? Vân không biết phải làm sao luôn. Hộp em quà. Lấy hả? Dạ, không phải em lấy ạ. Nhưng mà có một bạn đã lỡ lấy. Bạn nào vậy em? Hay là do em lấy rồi em muốn gửi lại chị đấy? Em biết đây là một cái tình huống mà chị đặt ra cho mình. Dạ không mà không phải em lấy à. Cho chị một cái tên, chị nghĩ số tiền này cũng đủ cấu thành tội phạm rồi đó. Dạ. Cho chị biết một cái tên thôi. Đừng để chị tức giận. Mình không còn một cái cách nào nữa để mà mình có thể giải quyết cái tình huống đó. Em xin lỗi chị, thật ra là em lấy. Em lấy? Dạ. Mình biết mình sai, mình xin lỗi chị và để cho mọi chuyện nó tốt đẹp hơn, nó dịu đi. Em mong là chị sẽ bỏ qua cho em. Chị không có bỏ qua được. Bao nhiêu công chị dạy cho em như này khác gì nuôi ong tay áo. Vân đã cố gắng nhất để mà làm cái thử thách của mình cho nó được trọn vẹn. Và Vân nghĩ là chị Thùy cũng sẽ bỏ qua cho Vân cái điều đó. Em có kẹt tiền vì phải chuẩn bị mua đồ cho cuộc thi. Em mong là chị sẽ bỏ qua điều này cho em. Ok em, đây là tình huống giả định thôi. Chị ôm em một cái nào. Good. Một cô gái thanh lịch là một cô gái luôn luôn học từ những cái sai lầm của mình, luôn luôn biết lắng nghe,
luôn luôn xử lý tinh tế trong mọi tình huống và luôn luôn tạo những cái năng lượng thoải mái và tích cực cho mọi người. Team của tụi mình nó không cần phải làm những cái gì đó nó quá vĩ mô, nó quá vĩ đại, nó quá to lớn, mà mình chỉ làm những cái gì đó nó đơn giản và nó thiết thực nhất. Vì quan trọng là cái mặt hàng đó mình phải kinh doanh được. Thực ra là họ phải làm ra sản phẩm gì đó để bán chứ không phải là gặp gỡ ai như massage spa như kia là không được đâu. Câu đồng cảm của chúng mình hôm nay á, là sẽ được đón các bạn là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hàn Vũ năm 2019. Bây giờ cũng có thể cho tụi con các bạn thí sinh có thể ngồi cùng bên cạnh các cô để có thể tâm sự. Khi mà đến đây thì bản thân Vân cũng như các bạn trong đội rất là lo lắng vì không biết là mình sẽ tâm sự và chia sẻ với các cô như thế nào để các cô có thể hiểu mình và có thể mở lòng với mình. Nhưng mà các cô là người liền dang rộng vòng tay chào đón Vân cũng như tất cả các bạn trong đội. Cô bán được 100 vé rồi cô đi sổ ở bên tay. Hôm nay cô bán được 100 vé. 100 vé thì là được 120. Còn cảm thấy rất là vui vì cô đã mở lòng với cô. Những cái vấn đề liên quan về ấu dâm và bạo hành phụ nữ, bạo hành gia đình thì đó là những cái vấn đề mà em luôn suy nghĩ, luôn đắn đo. Em luôn nghĩ về nó và em muốn là làm sao để mà càng ngày những cái tệ nạn đó, những cái vấn đề nó giảm đi. Em cũng đã từng là một trong những nạn nhân. Em rất là may mắn khi mà đã thoát được. Và chính vì vậy cho nên đến ngày hôm nay em luôn cố gắng thay đổi mình mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, đôi khi có phần đàn ông hơn. Vì em đã là một trong những người đã trải qua những cái điều đó và em cảm thấy rất là sợ hãi. Và em luôn mong muốn là tất cả mọi người, tất cả những trẻ em hay là tất cả những người phụ nữ, mình phải biết tự bảo vệ mình trước khi có ai đó bảo vệ mình. Em không hề nghĩ là khi mà bước ra thì em sẽ khóc nhiều như vậy. Tại vì bản thân khi mà em thấy các bạn vào thì cũng có một số bạn ra cũng đầm đìa nước mắt. Nhưng mà em luôn dặn lòng mình là không được khóc. Nhưng mà vô tình khi mà nhắc về một cái sự kiện nào đó trong cuộc đời mình đã từng trải qua, nó khiến em không thể nào kìm được và em cũng hiểu được cảm xúc của các bạn. Ánh mắt của Vân rất là vô hồn. Em xoay quá nhiều. Xoay nhiều quá làm bước chân em nó loạn choạng luôn. Anh biết là em cũng có kinh nghiệm diễn khách quốc rồi, nhưng mà em đi vẫn chưa chắc. Tại cũng do một phần là cái đôi giày này nó quá trượt với em và nó bị rộng quá, cái chân em nó đang xòe luôn mà em đang cố gắng bám nó và đi trên thảm thì thật sự rất là khó. Có thể anh không chọn em. Vì do em nghĩ là nếu nó là giày của bên nhà thiết kế họ đưa ra và họ muốn người mẫu phải trình diễn cho cái đêm của mình, vậy thì em cũng phải bắt buộc phải diễn thôi. Thì cái đó là em phải cố gắng tập với nó để làm sao được control được đôi giày đó. Chứ em không thể nào mà em đổ thừa cho nhiều cái việc đó được. Do là đúng là hôm qua Vân chỉ ngủ một vài tiếng thôi, cho nên là sáng nay khi mà tâm trạng bước vô thì vẫn còn hơi buồn ngủ. Thì khi mà nghe các anh nói vậy thì mình lúc đó mình tỉnh ngủ luôn. Nhưng mà mình đã hết cơ hội được đi lại lần thứ hai rồi. Anh xin công bố first face của anh. Chúc mừng 202. Trong thử thách của ngày hôm nay đó chính là nhóm số 5. Thấy thế nào khi em lớn một hai nhịp? Em có biết là em có lỡ một hai nhịp, nhưng mà em nghe nhạc cái em feel cái em đi luôn.
Anh nghĩ điều đó đây không sao, quan trọng là cái thần thái và sự liên kết của các bạn. Cái phần thần thái các em là tốt đấy, giờ chỉ còn có phần kỹ năng nữa thôi. Đó là Fox Hand Dance. Mình cũng phải dừng lại mấy giây á chị, mình 3 giây, em là 3 giây xong rồi tự nhiên cái mình mới chợt nhận ra như là mình rồi la lên Fox Hand Dance. Nhân đây thì cũng xin được cảm ơn ban giám khảo cũng như là thương hiệu Long Beach Pro và thương hiệu V64 vì đã đồng hành và chấm điểm ngày hôm nay cho tất cả các bạn thí sinh và đặc biệt là đã chọn nhóm của tụi mình làm nhóm chiến thắng. Yeah! Nguyễn Trần Khánh Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn em đang rất duyên dáng và yêu kiều, chị nghĩ là ổn. Nguyễn Trần Khánh Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân, số báo danh 202, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô mang trong mình nét đẹp hiện đại của thành phố, năng động, hội nhập. Cô rất yêu thích thành phố này vì ở đó có gia đình, bạn bè và những người mà cô yêu quý. Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân mang số báo danh 202. Cô tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân, số báo danh 202, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Câu nói mà cô tâm đắc nhất đó chính là: dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa, luôn có những việc mà bạn có thể làm và thành công. Mấu chốt là ở chỗ đừng bao giờ bỏ cuộc. 202 Nguyễn Trần Khánh Vân. Tôi may mắn khi được thừa hưởng sự nhẹ nhàng tình cảm của ba và sự cá tính mạnh mẽ đàn ông của mẹ. Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi đã có một Khánh Vân như bây giờ với một trái tim ấm áp và đầy yêu thương. Và tôi muốn lan tỏa tình yêu thương này, lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu với những người xung quanh. Vì tôi hiểu được rằng khi bạn sống và có một trái tim rộng mở thì khi đó bạn sẽ nhận được sự hạnh phúc và tốt đẹp. Xin cảm ơn. Thí sinh tiếp theo Nguyễn Trần Khánh Vân, số báo danh 202. Thí sinh tiếp theo được lọt vào top 10, thưa quý vị. Số báo danh 202, Nguyễn Trần Khánh Vân. Tôi có được một trái tim yêu thương và hướng thiện.
Tôi nghĩ rằng mình có được sự nhạy cảm của một người phụ nữ và cũng như sự quyết đoán của một người đàn ông. Và tôi muốn dùng tất cả những sự nhạy cảm, quyết đoán và mạnh mẽ của mình để bảo vệ những người phụ nữ khác và có thể giúp đỡ thật là nhiều người trong cuộc sống, đem đến và lan tỏa những điều tích cực với những người xung quanh. Chúng ta đang theo dõi phần trình diễn của thí sinh mang mã số 202 Nguyễn Trần Khánh Vân. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em là... Dạ thưa, giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em đó là trưởng ban giám khảo cô Võ Thị Xuân Trang. Mời em. Xin mời cô Võ Thị Xuân Trang ạ. Chào Khánh Vân. Câu hỏi của cô là: dân gian thường nói của cho không bằng cách cho. Theo bạn, câu nói đó được hiểu trong cách thức hoạt động cộng đồng như thế nào? 60 giây bắt đầu. Dạ, em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Dân gian thường nói của cho không bằng cách cho. Thật ra thì đúng như vậy ạ. Tại vì em cũng nghĩ rằng khi mình làm một việc gì đó thì không nhất thiết là món quà đó phải quá lớn, mà quan trọng rằng món quà đó là bằng cả tinh thần. Em có thể chia sẻ món quà của em dù chỉ là nhỏ nhoi, nhưng em nghĩ tình cảm đó là lớn lao. Và em hy vọng rằng em sẽ có thể lan tỏa điều này đến với mọi người. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Thưa quý vị, trên sân khấu Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 đã sẵn sàng cho phần công bố 3 ngôi vị cao nhất. Họ thật rạng ngời, thật xinh đẹp, thật tự tin. Và chúng ta hãy cùng họ hồi hộp chờ đợi kết quả đến từ ban giám khảo. Và xin được chúc mừng một số báo danh chẵn 202 Nguyễn Trần Khánh Vân. Ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả có mặt ở đây, có thể là có rất là nhiều bạn có thể nói với lại ban giám khảo rằng về một điều đặc biệt về mình để có thể chinh phục được trái tim của ban giám khảo. Nhưng riêng em thì em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả. Và em muốn mang trái tim yêu thương của em, muốn gửi tình cảm của em đến với ban giám khảo, đến với tất cả những người xung quanh, vì em muốn lan tỏa niềm yêu thương này đến với tất cả những người xung quanh. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Dường như anh đang đến một nơi mà anh đang mong đợi, dìu đôi chân em bước một thiên thần nhan sắc sang đời, nhẹ vương dài đôi cánh bay, hàng chiều con tim đang mong chờ, dõi theo nụ cười em rạng rỡ. Come on now. Ánh mắt anh như ngẩn ngơ thần thơ, như mê muội lạc trong giấc mơ. Những bước chân tô màu anh hào quang rực rỡ, và em cứ take it xa. Chẳng cần ai phải lo mà em tự xa với trái tim thật thà. Từng nhịp từng tim và em cứ take you xa. Khác lạ, nhẹ nhàng như những cánh hoa. You are so beautiful, so beautiful. Yeah, yeah, yeah. Baby, yeah, oh, oh.
Thưa quý vị, hiện nay vùng sáng duy nhất mà chúng ta thấy trên sân khấu, nơi mà hai cô gái đang rất là hồi hộp, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 đã thuộc về. Quý vị bình chọn cho anh. Xin chúc mừng Nguyễn Trần Khánh Vân.